Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Các thành viên ủy ban đã cho ý kiến về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, cho ý kiến về báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, nhiều ý kiến đồng thuận ủng hộ các quan điểm đưa ra trong tờ trình. Vì là chiến lược nên không quy định quá chi tiết mà nên có tính định hướng. Chiến lược cần chia nhỏ ra thành hai giai đoạn để thực hiện các mục tiêu của chiến lược. Thống nhất việc nâng cấp trường kiểm toán hiện nay lên thành học viện để không ngừng nâng cao chất lượng ngành kiểm toán. Về lâu dài, các đơn vị sự nghiệp nhà nước phải kiểm toán một năm một lần. Đối với nội dung chất lượng kiểm toán cần chú trọng đến giá trị, cân nhắc mở rộng nội dung kiểm toán. Phát biểu bế mạc phiên họp chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau 3 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành nội dung đề ra. Trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp với sự giãn cách nhất định, chấp hành đúng quy định phòng chống dịch bệnh. Các nội dung trao đổi không kém phần sôi nổi, thể hiện trách nhiệm rất cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp này, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến. Nội dung nào đủ điều kiện thì chuẩn bị trình trước Quốc hội, nội dung nào chưa hoàn thiện, chúng ta cố gắng thúc đẩy, đừng để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc.